Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán giả Đài Truyền hình Đất Việt. Kính thưa quý vị, 40 năm đã đi qua. 40 năm của ngày 30 tháng 4 1975, dứt ách nạn cộng sản, người Việt đã bỏ nước ra đi và tị nạn khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, trong 40 năm qua đã hình thành, đã phát triển và thưa quý vị, có một vấn đề mà người Việt chúng tôi rất là hãnh diện để có thể thưa quý vị, đó là một cái cuộc diễn hành văn hóa quốc tế tại New York hàng năm. Năm 2015 thì cuộc diễn hành văn hóa quốc tế này đã trải qua 30 kỳ. Riêng cộng đồng người Việt của chúng ta thì đã tham dự đó là 16 lần, thưa quý vị. Và thưa quý vị, diễn hành văn hóa quốc tế mục đích ý nghĩa là như thế nào? Cho phép Nghi Lữ đọc cái tâm thư về cái diễn hành văn hóa quốc tế tại New York 2020 tháng 6 2015 như sau. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, cộng đồng đoàn thể và truyền thông báo chí, quý đồng hương người Việt quốc gia tại khắp mọi nơi trên thế giới. Như mọi năm, năm nay cộng đồng người Việt quốc gia sẽ tham dự cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 30 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2015 tại thành phố New York. Đây là lần tham dự thứ 16 của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Ngoài mục tiêu giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với người dân Hoa Kỳ, các du khách ngoại quốc, cái lá quốc kỳ thân yêu của chúng ta sẽ có dịp tung bay trên cái nền trời của thành phố New York. Đoàn diễu hành Việt Nam với đại biểu của nhiều cộng đồng từ khắp nơi về, từ Âu Châu, Canada, Pháp, Washington DC, Virginia, Maryland, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, Pennsylvania, Ohio, Hawaii, Bắc Cali, Nam Cali, Texas, Georgia, Florida, South, North Carolina, vân vân, với hàng ngàn người tay cầm cờ quốc gia phất phới trải dài nhiều block đường ở trên đại lộ lớn ở New York sẽ biểu dương một lực lượng chính trị đoàn kết hùng mạnh, thể hiện cái niềm hãnh diện lớn lao của tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại qua truyền hình ngoại quốc, truyền đi khắp thế giới. Thì các hình ảnh cuộc diễn hành sẽ cho người Hoa Kỳ, người quốc khắp nơi thấy được cái truyền thống anh dũng bất khuất của người Việt Nam. Dù 40 năm lưu vong, tản mát khắp phương trời, nhưng vẫn đoàn kết, vẫn yêu màu cờ Tổ quốc với một lòng kiên trì tranh đấu cho quê hương Việt Nam thân yêu có một ngày tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc thật sự. Đặc biệt năm nay, cái chủ đề được chọn là Du Quang Trung Đại Phá Quân Thanh, để nói lên cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ gìn bờ cõi, đòi lại những gì đã tạm mất về tay bá quyền Trung Cộng với sự cấu kết của tập đoàn cộng sản bán nước Việt Nam. Để đạt được mục tiêu với cái tầm vóc quốc tế nói trên, chúng ta cần một ngân khoản để thực hiện xe diễn hành có ý nghĩa, rất nhiều cờ vàng đủ mọi kích thước cho hàng ngàn người, thêm vào đó là chi phí đưa trước, ăn uống cho vài trăm người từ xa về vân vân. Trong những năm qua, ngân quỹ cần thiết để tổ chức diễn hành vào khoảng từ 35 đến 40 ngàn Mỹ Kim do đồng bào khắp nơi nhiệt tình đóng góp. Ban tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế tại New York rất mong mỏi được cái sự tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của đồng hương từ khắp nơi để việc tổ chức được thành công tốt đẹp. Đây là vấn đề danh dự của dân tộc Việt Nam. Chúng ta có trách nhiệm phải chung lo để chúng ta, người Việt quốc gia hải ngoại, còn tiếp tục có mặt trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế này, trong một tương lai làm rạng danh chánh nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính chào trong tinh thần đoàn kết, New York, ngày 14 tháng 4 năm 2015. Trưởng ban tổ chức, luật sư Nguyễn Thanh Phong. Và thưa quý vị, ban tổ chức thì gồm có cố vấn và bảo trợ là cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trưởng ban tổ chức là luật sư Nguyễn Thanh Phong, là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia New York. Điều tổng quát là ông Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, đồng trưởng ban tổ chức thì gồm có ông Đoàn Hữu Định, là chủ tịch cộng đồng DC Maryland Virginia. Và ông Cao Xuân Đại là chủ tịch cộng đồng New Hampshire. Ông Nguyễn Thanh Bình là chủ tịch cộng đồng Massachusetts. Ông Trần Văn Giỏi là chủ tịch cộng đồng Connecticut. Dược sư Nguyễn Đức Nhiệm là chủ tịch cộng đồng Pennsylvania. Ông Lưu Văn Tươi là chủ tịch cộng đồng tiểu bang Florida. Ông Trần Quán Niệm là chủ tịch cộng đồng Nam New Jersey. Ông Vũ Trực là chủ tịch cộng đồng Philadelphia. Cô Lễ Nguyệt là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New Jersey. Còn về thành viên ban tổ chức thì gồm có đặc trách truyền thông là Nguyễn Đình Toàn, phó ban điều hành là Kutra Thu và ông Lê Thanh Diệu, phụ tá điều họp là
ông Liên Hưng Thoại và thủ quỹ là Nguyễn Sơn Hà. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái tâm thư và việc tổ chức diễn hành quốc tế như thế nào thì hôm nay thưa quý vị tại đài truyền hình Netflix chúng tôi có mời ông Nguyễn Văn Tánh và cô Thu Teresa là những thành viên ở trong ban tổ chức. Và trước hết nghe lời mời anh Tánh gửi lời chào mọi người, mọi khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình Netflix, thưa anh. Dạ, chào. Chào anh Nghệ Lữ và kính chào toàn thể vị khán thính giả đài Netflix Television. Dạ, mời cô Thu. Dạ, Tara Thu xin kính chào anh Nghệ Lữ và khán giả của đài Netflix Television. Dạ vâng, thưa anh Tánh, tôi vừa đọc qua cái tâm thư thì thưa anh có thể cho biết được rằng trong 15 cái cuộc diễn văn hóa vừa qua mà cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta đã tham dự thì có những cái nét gì đặc biệt, và nếu chúng ta không tham dự, không được tham dự thì chuyện gì sẽ xảy ra, thưa anh? Thưa anh Nghệ Lữ và kính thưa toàn thể vị khán thính giả theo dõi đài Netflix, thì năm 2000 tức là lần thứ 15 thì cộng đồng người Việt hải ngoại mới được tham gia. Lý do là tại sao chúng ta từ năm 1986 lần đầu tiên là người Việt chúng ta không tham gia, là vì quý vị cũng biết là cái này là do cơ quan di dân văn hóa Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức, mà cộng sản đại tòa đại sứ cộng sản Việt Nam đó thì là thành viên của Liên Hợp Quốc. Bởi vậy sau 14 năm chúng ta đã trao đổi cho đến lần thứ 15 họ mới quyết định mời cộng đồng người Việt tại hải ngoại chúng ta tham dự. Và lần đó, thưa với Nghệ Lữ và thưa vị khán giả đó, là chúng ta với cái chủ đề Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa, và chúng ta đã đem lại vinh dự cho cộng đồng người Việt hải ngoại là chúng ta được ba cái giải nhất luôn. Thứ nhất là đẹp nhất, thứ hai là có ý nghĩa nhất, và thứ ba là đông nhất. Bởi vậy từ đó phải nói là các quốc gia khác họ cũng bắt đầu phải nói là sáo động, tức là sống động nhé, sống động để bắt đầu mà tranh đua với nhau để tạo thêm cái nét văn hóa của từng quốc gia, phô diễn cái nét văn hóa của từng quốc gia đến với cộng đồng thế giới. Và kính thưa anh, trải qua 15 năm qua, cái này không phải là trách nhiệm của cộng đồng New York, và đây là trách nhiệm chung vì vinh dự của người Việt hải ngoại, nhưng mà tại vì tổ chức tại New York, thành ra nhờ cái cộng đồng New York đứng ra để đảm nhận cái vai trò tham dự. Cho nên có những lúc mà nếu mà ép cộng đồng New York quá thì họ lại làm, bởi vì tôi với tư cách là cố vấn với cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cho nên phải cố gắng để phối hợp với cộng đồng New York và một số các cộng đồng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để mà thực hiện cái chương trình này. Thì thưa, nếu năm 2004 đó thì lúc đó luật sư Phong, bây giờ là chủ tịch, lúc đó luật sư Phong là cố vấn pháp luật cho cộng đồng, là cho ban tổ chức chúng tôi, và tôi là chủ tịch. Thì đó, anh biết một vụ kiện của cộng sản, tòa đại sứ cộng sản đã kiện chúng ta và giành cái quyền để mà tham dự. Thì anh biết cái sự phối hợp giữa tòa án tại vấn đề này nó khó giải quyết, nó không có thuộc về cái thẩm quyền của tòa án không, mà nó thẩm quyền của city nữa và cơ quan di dân. Ba cái cơ cấu phối hợp đi đến cái vụ xét xử nhiều lần và đi đến quyết định để cho cái cộng đồng người chúng ta tham dự. Bởi vậy chúng ta phải thận trọng trong cái vấn đề mà chúng ta khi mà tổ chức nó không tránh những cái lỗi lầm mà do cơ quan di dân nó quy định. Cho nên chúng tôi cố gắng lắm. Thì nếu mà chúng ta bỏ ngỏ, chúng ta không thực hiện thì cộng sản nó sẽ nhảy vô. Tại vì anh cũng biết là cái đại lộ 6 Avenue của thành phố New York từ giữa đường 42 và 43 đi đến 57, đó là một cái trung tâm lớn nhất của thành phố New York, mà cả hàng ngàn lá cờ vàng của chúng ta, lá cờ chính nghĩa chúng ta tung bay trước sự hiện diện của gần 200 quốc gia trên thế giới. Thì anh nghĩ rằng nếu ngày nào đó lá cờ máu họ xuất hiện, nếu chúng ta không tham dự thì anh thấy cái sự nhục nhã, sự đau đớn việc việc hải nội ngoại của ta như thế nào. Đó là những cái điều mà chúng tôi trình bày một cách thiết thực để cho người Việt tại hải ngoại chúng ta cũng như các hội đoàn đoàn thể hiểu được vấn đề cái trách nhiệm của mình để hỗ trợ cho cái công việc diễn hành văn hóa quốc tế. Thứ nhất là mang lại danh dự cho cái cộng đồng người hải ngoại, thứ hai là bảo tồn cái nền văn hóa, không phải là ngay bây giờ mà đời con đời cháu cả hàng trăm năm sau chúng ta cũng phải giữ gìn cái truyền thống ngày này để chúng ta tiếp tục trao lại cho con cháu chúng ta để mà thực hiện cái ngày truyền thống văn hóa của dân tộc đó, thưa anh Nghệ Lữ và thưa vị khán giả. Dạ vâng, cho tôi hỏi thêm một câu. Trong cái diễn hành văn hóa quốc tế này đó, là với tính cách đó, là đại diện của từng quốc gia hay là đại diện cho những cộng đồng
của người Mỹ gốc các quốc gia khác trên thế giới tham dự cái diễn hành văn hóa này? Cái này nó có hai cái vấn đề. Cái cơ quan di dân này đó thì nó mời hết tất cả những cái có những cái cộng đồng không, cũng không có, không, không có di dân. Tại vì chẳng hạn như là cộng đồng Phi Luật Tân thì nó có một số, thì hay là cộng đồng ở Phi Châu, Mỹ Châu thì Argentina có tham dự, cũng như là Thái Lan hoặc là nhiều lắm, có năm hàng trăm, gần 100 quốc gia tham dự. Thì có những cái cộng đồng họ không có người tị nạn, họ vẫn tham dự vào cái vấn đề diễn hành này. Tại vì thưa với anh á, cái diễn hành này nhằm mục đích là bảo tồn văn hóa của từng dân tộc và phô diễn cái nét văn hóa của dân tộc trước cộng đồng thế giới. Và nó, họ muốn cái ngày này đó, họ biến cái ngày này trở thành một cái ngày nhân, cái là cái ngày mà nhân loại đến với nhau bằng tình thương yêu. Bởi vậy thành ra có những cái quốc gia không cần phải tiền này, họ vẫn mời hết để mà họ tham dự đó, thưa anh Nghệ Lữ và thưa quý vị. Dạ vâng, chúng tôi xin phép tạm ngưng cái phần 1 công chuyện ở đây và mời quý vị theo dõi những chương trình quảng cáo của Đài Truyền hình Việt và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây. Dạ vâng, kính thưa quý vị, phần 1 quý vị vừa nghe anh Tấn đã trình bày về cái việc tranh chấp để có mặt trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế tại New York hàng năm, và lần này là lần thứ 30. Thì thưa quý vị thấy rằng đó, nếu cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta chỉ có lơ là thì chắc chắn rằng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa những cái đoàn diễn hành để với cái mục tiêu là để giới thiệu cái văn hóa, nhưng mà đó là văn hóa cộng sản. Chắc chắn một điều rằng người Việt quốc gia, nếu chúng ta còn yêu quê hương và dân tộc, chúng ta phải cùng đoàn kết và hỗ trợ cho cái sự có mặt, sự hiện diện của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta tại New York trong cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm vào tháng 6. Và thưa quý vị, điều đó thực hiện được hay không? Chúng tôi mời quý vị nghe cô Thu Teresa, là một thành viên trong ban tổ chức phụ trách về điều hành, để có thể trình bày quý vị về những cái thuận lợi và những cái khó khăn khi một hàng năm có cuộc tổ chức diễn hành văn hóa như thế này. Mời cô. Dạ, để trả lời câu hỏi của anh Nghệ Lữ thì vấn đề khó khăn nhất năm nay của ban tổ chức diễn hành văn hóa quốc tế đó là cái Hotel Carter của ông Trần Đình Trường đã không còn nữa. Do đó ban tổ chức rất là nhức đầu để mà đi tìm một cái hotel khác, sắp xếp để mà xin được một cái giá phải chăng để cho các đồng hương có thể mà về tham dự mà có một nơi nghỉ ngơi. Đó là điều khó khăn thứ nhất. Điều khó khăn thứ nhì là vấn đề tài chính. Như anh cũng biết là ban tổ chức vẫn phải chờ đợi thành phố New York về vấn đề an ninh của cảnh sát, cũng như là hội di dân thông báo cho chúng tôi là cái permit có được approve hay không, có được chấp nhận hay không, thì chúng tôi mới dám tuyên bố lên là sẽ có ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm nay. Họ phát cho chúng tôi cũng hơi trễ. Do đó, ban tổ chức phải cử chú Tánh và Thara Thu liên tục đi đến các vùng như là Bắc Cali, Nam Cali, là nơi các quý vị đồng hương đều đã ủng hộ rất là mạnh mẽ cho diễn hành văn hóa trong suốt 15 năm qua. Điều thứ ba nữa là vấn đề mà quý vị đồng hương năm nay nếu không về tham dự được thì xin quý vị hãy ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi chi phí để chúng tôi có thể kiên trì tiếp tục giữ vững cái ngày diễn hành văn hóa bắt đầu từ năm nay và những năm tới, để cho con cháu của chúng ta, như là con của Thara Thu đã lớn lên với chương trình diễn hành trong vòng 7 năm nay khi Thu làm, và các cháu năm nay đã bắt đầu đi đại học, nhưng các cháu lúc nào cũng sát cánh bên mẹ để mà cùng phụ giúp vào cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế, và các cháu cũng nhận được là cái lá cờ của người Việt quốc gia của chúng ta là lá cờ vàng ba sọc đỏ, chứ không phải là lá cờ đỏ sao vàng mà các cháu đã từng biết ở trong trường học, mà hiện nay đã được Mỹ thường là nói về trong những cái trường học.
Do đó, Tha Ra Thu nghĩ rằng nếu quý vị nghĩ đến cái nền văn hóa dân tộc của người Việt chúng ta ở hải ngoại, chúng ta muốn phô trương cái nét đẹp văn hóa của chúng ta cho con cháu chúng ta, cho các thế hệ trẻ sau này biết về cái văn hóa của người Việt quốc gia chúng ta, thì đây là một cái dịp mà quý vị có thể ủng hộ chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi về tài chính để chúng tôi có thể hoàn thành cái trách nhiệm giao phó cho cộng đồng người Việt quốc gia New York đứng giữ cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm nay cũng như là những năm sau này. Vâng, anh Tránh có thể cho biết rằng ngoài cái việc diễn hành đó thì khi phái đoàn các nơi về đến New York đó, thì chương trình mà của cộng đồng của chúng ta đó tổ chức đó, ngoài cái diễn hành văn hóa đó thì còn có những cái hoạt động nào khác không thưa anh? Thưa với lại anh Nghệ Lữ, có chúng năm mà chúng tôi có đủ điều kiện về tài chính đó thì thường thường đó, ví dụ như là ngày 20 mà ngày diễn hành thì ngày 19 chúng tôi tổ chức một cuộc biểu tình về để đòi hỏi một số vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc, và có thể trao đổi để gặp gỡ Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và một số các tòa đại sứ. Nhưng mà năm nay thì không biết là có làm kịp, tại vì nó có nhiều cái nhu cầu quá, hoặc là thí dụ như là ở trong nước nó có tình hình biến động gì thì chúng tôi cũng theo cái đó để mà thực hiện những cái cuộc biểu tình kèm theo, và hoặc là nếu nó có những cái chuyện cần thiết thì chúng tôi tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày Chủ nhật để tìm một cái giải pháp thích ứng trong cái cuộc đấu tranh mới và đáp ứng cho cái nhu cầu tình hình ở trong nước, thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị, mặc dù là nó gặp có những cái trở ngại về tài chính, về nơi ở. Anh Nghệ Lữ biết là chẳng hạn như năm nay chúng tôi đi tìm một cái nơi đó, anh biết tổ chức cái thường thường là sau khi diễn hành xong thì chúng tôi tổ chức cái buổi tiệc tri ân, tức là cảm ơn và tạ ơn tất cả mọi người đến tham dự để đem lại cái sự thành tựu vinh dự cho người Việt tại hải ngoại. Thì chỉ có một cái ở không có cái chỗ hotel trường, chúng tôi bướng thử một chỗ đó là nó chỉ lấy 800 đồng tiền phòng rồi, mà nó phải tính 25 đồng một người nữa. Nếu mình thường thường là dự 250 người thì anh tính là nó tính thêm tới cả mấy ngàn nữa, thì là một cái phòng mà như vậy thì anh nghĩ làm sao mà làm nổi. Bởi vậy cho nên cái tình hình New York nó rất, chúng tôi phải đi tìm một cái nơi khác, và vận động tới giờ này đó chúng tôi cũng nói thật sự rất vất vả về vấn đề. Với lại anh cũng biết là cái chỗ ở nó phải thuận tiện với cái nơi tổ chức, tại vì cái việc di chuyển ở New York rất là trở ngại. Thành ra anh biết không, nó nhất tề tề mình phải làm sao mà cho nó phù hợp. Thì thưa với anh, nó có những cái biến động về cái tình hình ở thế giới hoặc là cái tình hình trong nước, thì tôi lập tức bắt đầu xoay hướng và tìm một cái kế hoạch để mà thực hiện. Thì thường thường chúng tôi đó mời tất cả phái đoàn về đó, thì chúng tôi từ lúc mà bắt đầu 9 giờ cho đến 11 giờ thì chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn mà do đại STBN năm nào họ cũng thực hiện để giúp cho chúng tôi, và chúng tôi cũng làm cái DVD để gửi đến bà con về một cái số đại diện các cộng đồng về để mà họ nói lên cái ý nghĩa của ngày diễn hành văn hóa quốc tế. Và có nhiều khi chúng tôi thực hiện, chẳng hạn như năm vừa rồi chúng tôi thực hiện một cuộc biểu tình chống Trung Cộng gây tòa đại diện Trung Cộng, mặc dầu là anh biết diễn hình từ sáng cho đến trưa là rất mệt mỏi, nhưng mà cũng quy tụ lịch gần 200 người để mà tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Trung Cộng đó, thưa anh Lê Hình Lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, với những cái trình bày, cái điểm mà chúng ta dứt khoát phải duy trì cho được cái buổi diễn hành văn hóa với cái lá cờ vàng và sổ đỏ của chúng ta, thì chúng ta thấy tính chất quan trọng của nó như vậy. Tuy nhiên với những khó khăn mà như anh Tánh và cô Teresa Thu vừa trình bày, thì thưa với cô Thu là cô có thể cho biết được rằng nếu cái điều kiện không đi tham dự được, nhưng mà với những người Việt tị nạn cộng sản có lòng quyết không để mất cái tiếng nói của người Việt quốc gia tại cái cuộc diễn hành văn hóa, thì họ sẽ yểm trợ như thế nào, gửi về đâu, hay là liên lạc với những ai thưa cô? Dạ, để trả lời về vấn đề mà ủng hộ thì quý vị đồng hương, quý vị niên trưởng, quý vị chủ tịch cộng đồng xin hãy ủng hộ cho chúng tôi. Quý vị có thể qua cái website của Diễn hành Văn hóa Quốc tế là đánh là www.dienhanhvanhoaquocte.org, là cái PayPal site nó sẽ ở bên tay trái khi quý vị vào. Nếu quý vị không biết cách sử dụng thì xin hỏi các bạn trẻ hay là các con cháu trong nhà hướng dẫn. Đó là một cái cách đóng góp nhanh chóng nhất, trong vòng 24 tiếng đồng hồ chúng tôi có thể nhận được số tiền của quý vị để mà chúng tôi dùng vào trong cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế nhanh chóng.
Điều thứ hai, quý vị có thể gửi qua chi phiếu về địa điểm của Cộng đồng Người Việt Quốc gia New York, thì viết tắt là Thu sẽ đọc một cách nhẹ, nhưng mà sau đó là có thể anh Lệ Lữ sẽ cho text anh lên Lữ trên màn hình. Text trên màn hình. Dạ, đó là NYVACA 1809, thành phố Paulding, đánh dần là PAULDING, Avenue AVE, Bronx, BRONX, NY là New York, 10462. Ngoài ra quý vị có thể gọi trực tiếp. Vâng, thưa quý vị có thể gọi trực tiếp ông Nguyễn Văn Tánh ở số điện thoại là 347-481-8283, hay cô Tara Thu Nguyễn, số điện thoại là 917-862-9969. Ông Lê Thanh Diệu, số điện thoại 646-463-4389. Thưa quý vị, mọi chi tiết sẽ được thông báo về khách sạn cư ngụ, hay bất cứ một cái thắc mắc nào quý vị có thể liên lạc với những số điện thoại vừa nêu. Vâng, thưa với anh Tánh, không còn bao nhiêu thời gian nữa thì anh có thể nói lời gì với lại đồng bào ở thành phố San Jose của chúng tôi đang nghe chương trình này? Dạ, thưa cảm ơn anh Nghệ Lữ và cảm ơn đài Net Việt. Thì một lần nữa tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả hội đoàn, đoàn thể hãy hỗ trợ chúng tôi về mặt tinh thần cũng như vấn đề tài chính để chúng tôi có đủ nghị lực và cũng như có đủ điều kiện để chúng tôi đại diện cho cộng đồng người hải ngoại để thực hiện cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế để đem lại cái vinh dự cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thứ hai nữa, một điều rất là tối quan trọng là năm vừa rồi đó, thưa anh Nghệ Lữ, tôi xin nói thêm một phút là phải nói là có một số phái đoàn, nhất là Nam Cali, họ cử những cái phái đoàn như đội trống, những cái đội vũ thuật, võ thuật của các em bé bé. Phải nói là cái năm vừa rồi rất là sống động, mặc dù ít người hơn những năm khác nhưng mà rất là sống động, rất là phong phú, là tại vì có trên 150 em trẻ tham dự. Bởi vậy tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các gia đình hãy vì cái tiền đồ của dân tộc, vì cái nền văn hóa của dân tộc mãi mãi lưu truyền ở tại xứ người, mà cho con em đến để mà tham dự và hướng dẫn các em từ từ đó, và các em, chính các em phải giữ gìn cái nền văn hóa của dân tộc từ đời này sang đời khác đến ngày lữ. Đó là cái điều ước vọng của tôi. Yeah. Dạ vâng, nghe được, cảm ơn quý khán giả đài truyền hình Đất Việt đã theo dõi cái buổi đường của chúng tôi với anh Nguyễn Văn Tánh và cô Tara Thu Nguyễn. Xin anh gửi lời chào mọi người. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Nghệ Lữ, cảm ơn đài Net Việt TV Song và cảm ơn tất cả vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình hội luận của chúng tôi. Dạ, mời cô Thu. Dạ, một lần nữa xin đại diện ban tổ chức cảm ơn anh Nghệ Lữ cũng như là đài Net Việt TV đã cho ban tổ chức lên đây để mà trình bày về cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế 2015. Xin cảm ơn.